Toàn bộ quá trình đi đến âm gian sau khi con người chết đi. Con người sống trên đời đều trải qua sinh lão bệnh tử, có nhiều người cho rằng chết là hết, nhưng cũng có rất nhiều người tin rằng chết nghĩa là mất đi thể xác nhưng linh hồn vẫn còn đó và sẽ sống ở một thế giới khác, đó là âm gian. Hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh báo nói tìm hiểu xem sau khi chết điều gì sẽ xảy ra với chúng ta. Dựa vào các nền văn hóa của tôn giáo phương Đông, Phật giáo và Đạo giáo, tương truyền rằng sau khi thọ mệnh người ta kết thúc, sẽ có quỷ sai của âm gian cũng chính là hắc bạch vô thường đến dẫn hồn phách con người xuống quỷ môn quan. Sau đó lại được tứ đại sứ giả của âm gian cũng chính là đầu trâu mặt ngựa dẫn vong linh đến âm tàu địa phủ. Tiếp đó được thẩm phán của chư vị đại phán quan của thập điện Diêm La dưới âm gian tiếp nhận cuối cùng mới quyết định vong linh có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi hoặc là lên trời hưởng phúc lành hoặc là tiếp tục đầu thai làm người hoặc loại động vật nào đó hoặc là bị đánh vào 18 tầng địa ngục như trong truyền thuyết để chịu khổ hình chặn đường đi xuống âm gian sau khi người ta chết đi tương truyền trong quá trình đi xuống âm gian sau khi người ta chết đi thì quan ải đầu tiên là qua quỷ mông quang rồi liền phải đi qua một con đường gọi là đường Hoàng Tuyền. Hai bên đường nở rộ một loại hoa đẹp, chỉ thấy hoa nở không thấy lá xanh, người cõi dương gọi là hoa bỉ ngạn, hoa của cõi bên kia. Con đường này cần phải đi rất lâu, rất lâu, đến tận cuối con đường sẽ có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà. Bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài có một cái đình nhỏ gọi là Đình Mạnh Bà. Ở đó có một người tên là Mạnh Bà, trông chừng và đưa cho mỗi người qua đường một chén canh Mạnh Bà. Uống canh Mạnh Bà sẽ khiến con người quên hết tất cả mọi chuyện. Bên bờ sông Vong Xuyên còn có một tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch, tức là đá ba đời ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người. Đi qua cầu Nại Hà, đứng trên vọng hương đài, nhìn nhân gian một lần cuối cùng, sau đó mới đi vào cõi âm tạo địa phủ. Ải thứ nhất, quỷ môn quang. Người ta sau khi chết đi, trước hết là do quỷ sai nơi âm gian, hắc bạch vô thường, dẫn ba hồn bãi phách đi, rồi giao cho quỷ đầu trâu mặt ngựa, dẫn đến quỷ mông quang, một quan ải cần phải đi qua để vào cõi âm gian. Ngạn ngữ có câu, quỷ môn quan, 10 người đi, 9 người trở về. Trước quỷ môn quan có 16 quỷ lớn, truyền thuyết kể rằng Diêm La Vương đã đặt cách chọn ra một nhóm ác quỷ để trấn giữ cửa ải này. Họ tra xét vô cùng hà khắc, nghiêm ngặt đối với những vong hồn dạ quỷ tội ác đầy mình, bản tính hung ác không đổi, không để cho một ai có thể trà trộn đi qua quan này. Lúc còn sống, bất luận là quan chức quyền quý hay bá tánh bình dân, ai đã đến nơi đây đều cần phải tiếp nhận tra xét, xem xem có mang theo lộ dẫn giấy thông hành của quỷ quốc hay không. Đây là căn cứ của người sau khi chết đi đến quỷ quốc báo danh. Lộ dẫn dài 3 thước, khoảng 90 cm, rộng 2 thước, khoảng 60 cm, được làm bằng giấy mềm màu vàng, mặt trên viết lộ dẫn do phong đô thiên vũ diêm la đại đế phát cho và con người khắp thiên hạ cần phải đi qua đường này mới có thể đến địa phủ chuyển thế thăng thiên đồng thời trên mặt lộ dẫn có ba dấu ấn của thành hoàng âm ti phủ huyện phong đô phàm là người sau khi chết đưa vào quan tài hoặc trong lúc hỏa tán đốt bỏ nó sẽ theo linh hồn đến địa phủ ải thứ hai đường hoàng tuyền qua khỏi quỷ môn quan Tiếp đó, chính là phải đi qua một con đường hoàng tuyền dài đằng đẵng, hồn phách của người ta đến âm gian báo danh sẽ phải đi qua một con đường rất dài, qua rất nhiều quan. Vì vậy, đường hoàng tuyền là tên gọi chung đối với những quan và lộ trình này. Từ xa mà nhìn thì giống như tấm thảm máu trải dài, vì loài hoa này có màu đỏ như lửa nên được ví là đường lửa chiếu rọi. Cũng bởi nó là cảnh vật có màu sắc duy nhất trên con đường hoàng tuyền dài đăng đẳng này nên mọi người cứ đi theo hoa này mà thông đến địa ngục cõi u minh. Dương thọ của con người hết rồi thì sẽ chết. Đây là cái chết bình thường. Người chết bình thường trước hết cần phải đi qua quỷ môn quan. Hồn phách của người ta đi qua quan này rồi sẽ liền biến thành quỷ. Ngoài ra, trên đường hoàng tuyền còn có rất nhiều cô hồn giả quỷ. Họ là những người dương thọ chưa hết mà chết bất đắc kỳ tử. Họ đã không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm gian. Chỉ có thể lang thang trên đường hoàng tuyền, đợi đến dương thọ kết thúc rồi mới có thể đến âm gian báo danh. Nghe Diêm La Vương phán xét. Ải thứ ba, Tam Sinh Thạch Bên cạnh cầu Nại Hà có tảng đá xanh tên là Tam Sinh Thạch, đá ba đời. Chữ trên đá đỏ như máu, mặt trên có khắc bốn chữ lớn tảo đăng bỉ ngạn tức là sớm đến bờ bên kia nghe nói rằng tảng đá này ghi chép lại đời trước đời nay và đời sau của mỗi một người nhân của đời trước quả của kiếp này duyên khởi duyên diệt đều chất chồng mà khắc trên tảng đá ba đời trăm nghìn năm nay nó đã chứng kiến sầu khổ và mừng vui bi ai và hạnh phúc nụ cười và nước mắt Chờ đến hết thải những món nợ và những tình cảm phải trả của tầng tầng lớp lớp chúng sinh. Đứng trước thẳng đá ba đời này là thấu tỏ hết. Ải thứ tư, Vọng Hương Đài Vọng Hương Đài cũng chính là thổ cao đài, nơi có đình mạnh bà, là ở phía trước cây cầu chứ không phải ở phía sau cây cầu. Vọng Hương Đài còn được gọi là Tư Hương Lĩnh, tức là đồi nhớ quê. Ở nơi này có thể lên đài nhìn về ngôi nhà nơi dương thế, Vậy nên, nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về dương gian của quỷ hồn và thánh địa là nơi liên lạc tình cảm giữa người sống và người chết. Truyền thuyết kể rằng, con người ta sau khi chết rồi, ngày đầu tiên không ăn cơm nơi cõi người, ngày thứ hai liền qua âm dương giới. Ngày thứ ba đến vọng hương đài, nhìn thấy người thân đang khóc lóc thảm thiết. Quỷ hồn đến trước địa phủ báo cáo, rất mong nhớ người thân nơi dương thế, dù cho quỷ tốt giận dữ quát mắng nhưng vẫn nhất quyết muốn lên vọng hương đài nhìn về quê nhà khóc lớn một trận mới hết hy vọng và đi đến âm tàu địa phủ theo truyền thuyết vọng hương đài là nơi mà vong hồn nhìn về dương thế tạm biệt người thân một lần cuối cùng lại có truyền thuyết rằng kiến tạo của vọng hương đài nơi âm gian rất kỳ lạ trên rộng dưới hẹp mặt như cánh cung lưng như dây cung ngang nhau ngoài một con đường đá rất nhỏ ra còn lại đều là núi đao rừng kiếm, hiểm trở vô cùng. Đứng ở trên đó, năm châu bốn biển đều có thể nhìn thấy. Ải thứ năm, Vong Xuyên Hà. Vong Xuyên Hà còn gọi là Tam Đồ Hà, chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và Âm Phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, bên trong hết thảy đều là cô hồn giả quỷ, không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt đương nhiên vì để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này bạn có thể không uống canh mạnh bà vậy cần phải nhảy vào vong xuyên hà đợi trên nghìn năm mới có thể đầu thai trong nghìn năm đó hoặc có lẽ sẽ thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu nhưng không thể nói chuyện với nhau bạn thấy họ nhưng họ lại không thấy bạn trong nghìn năm đó bạn sẽ nhìn thấy họ hết lần này lại đến lần khác đi qua cầu nại hà uống canh mạnh bà hết chén này đến chén khác tuy mong họ không uống canh mạnh bà nhưng lại sợ rằng họ chịu không nổi cái khổ dày vò nghìn năm trong vong xuyên hà này sau nghìn năm nếu như lòng nhớ nhung của bạn không hề giảm đi còn có thể nhớ được chuyện của đời trước vậy thì có thể bạn sẽ được trở lại nhân gian tìm kiếm người mà bạn yêu thương nhất trong đời trước ải thứ sáu canh mệnh bà canh mệnh bà còn gọi là vong tình thủy hoặc vong ưu tán hễ uống vào liền quên hết mọi chuyện của đời trước lẫn đời này mệnh bà phân phát canh mệnh bà ở đầu cầu nảy hà chứ không phải ở trên cầu mỗi một người đều phải đi qua cầu nảy hà mệnh bà đều sẽ hỏi có uống canh mệnh bà không nếu muốn qua cầu nãy hà thì cần phải uống canh mệnh bà còn không uống canh mệnh bà thì không qua được cầu nải hà Không qua được cầu nải hà thì không được đầu thai, chuyển sinh Mỗi một người trong dương gian đều có một cái chén của mình tại nơi này Canh mệnh bà trong chén thật ra chính là nước mắt chảy suốt một đời của bản thân người ta khi còn sống Mỗi một người khi còn sống đều sẽ chảy nước mắt hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau khổ, căm hận, sầu não, hoặc yêu thương. Mạnh bà thu giữ từng giọt từng giọt nước mắt của họ lại, đun nấu thành canh. Khi họ rời khỏi dân gian, đến cầu Nại Hà, họ sẽ được uống vào. Quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiên tịnh sạch sẽ, bắt đầu tiến nhập vào lục địa. Hoặc là tiên, hoặc là người, hoặc là súc sinh. Không phải mỗi người đều sẽ cam tâm tình nguyện uống canh mạnh bà. Bởi vì một đời này sẽ luôn có người mình từng yêu, không muốn quên đi. Mạnh bà sẽ nói với họ, nước mắt của cậu rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này uống nó rồi chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người đó một ký ức được xóa đi sau cùng trong mắt con người chính là người mà họ yêu nhất trong đời này uống canh vào hình bóng người trong mắt dần dần phai nhạt đi còn mắt trong sáng như đứa trẻ sơ sinh uống canh mạnh bà rồi có thể quên đi hết thải sầu khổ buồn vui nơi trần thế chỉ uống canh thuốc của bà mối thù trong đời này kiếp này sẽ quên sạch đi đến thế gian là một con người hoàn toàn mới những người mong nhớ những người thống hận đời sau đều sẽ là người xa lạ loại canh khiến người ta gặp nhau mà chẳng biết nhau này chính là canh mạnh bà ải thứ bảy cầu nại hà đi qua đầu cầu nại hà một đi không ngoảnh đầu nhìn lại cây cầu chia thành 3 tầng tầng trên đỏ tầng giữa màu vàng đen tầng dưới cùng là màu đen. Càng ở tầng thấp thì càng chật, càng hung hiểm vô cùng. Khi sống làm việc thiện thì đi tầng trên, người nửa thiện nửa ác thì đi tầng giữa, những người hành ác thì chính là đi tầng dưới cùng. Bên dưới cầu là con sông có vô số cô hồn giả quỷ không được đầu thai. Những quỷ hồn chết đuối kia đều là ở trên dưới nhịp cầu hoặc trái phải đầu cầu, mong tìm thế thân cho mình để bản thân có thể đầu thai chuyển thế. Những người đi tầng dưới sẽ bị quỷ hồn chặn lại, lôi vào trong sóng lớn bẩn thiểu, bị trắng đồng, chó sắt cắn xé, chịu đủ mọi thống khổ dày vò và không được giải thoát. Đi qua hết cầu nại hà, bèn có thể thông đến 6 nơi, tức là đi vào cõi lục đạo luân hồi, cõi người trời, cõi Atula, cõi người, cõi súc sinh, cõi quỷ đói, cõi địa ngục trong đó người trời atula là cõi người thuộc về ba đường trên còn súc sinh ác quỷ địa ngục thì thuộc về ba đường dưới còn đi vào cõi nào là dựa vào nghiệp thiện ác tích được của phòng hồn lúc còn sống mà phân loại người thiện nghiệp nhiều luôn luôn sẽ được bố trí ba đường trên người ác nghiệp nhiều hơn luôn luôn được bố trí ba đường dưới quá trình đi xuống âm gian của người ta sau khi chết vốn không thông dụng với hết thải mọi người những người tu hành làm thiện nếu như công đức đạt đến viên mãn sau khi hết mệnh sẽ không phải trải qua quá trình âm gian này mà trực tiếp được Phật tiếp dẫn đến thế giới Tây Phương cực lạc. Những kẻ đại ác làm nhiều việc gian ác cũng có thể sẽ không phải trải qua quá trình âm gian này bởi nghiệp lực dẫn dắt mà sẽ bị đánh thẳng vào địa ngục. Đây là truyền thuyết lưu truyền hơn nghìn năm nay. Tuy khoa học không có cách nào chứng thực được nhưng vẫn mãi ảnh hưởng đến tâm linh của người ta, hết thảy mọi người không khỏi hiếu kỳ e sợ. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh báo nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.